Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ năm, 2 tây tháng 3 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 71 bắt đầu. Trước khi vào chương trình thì Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn hãy lắng nghe một ca khúc, đó là Xuất Quân. Chào tất cả mọi người, chào các bạn thân mến. Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra: chị ơi, chị có ý kiến gì về cuộc biểu tình cho ngày 5 tây tháng 3 2017? Trả lời cho các bạn và trả lời cho mọi người luôn. Người dân hãy nên nghe những cái lời mà kêu gọi toàn dân xuống đường biểu tình. Mặc nổi
là chúng ta không bạo động, chúng ta cũng không chạy, chúng ta phải đoàn kết với nhau thành chặt chẽ. Nhưng mà làm sao để cho thế giới người ta nhìn thấy được cái cuộc biểu tình này nó chính nghĩa? Lisa có một cái kế này. Ngoài những cái băng rôn mà mọi người ngồi xuống dâng ra, người Việt không giết người Việt, hoặc là các bạn dùng những cái vấn đề là kêu bằng cờ Mỹ các bạn đeo ở trên cái trán giống như là kỷ niệm 17 Tây tháng 2 vậy đó, nếu nó đánh đổ máu là nó đứng đây là kêu bằng là nó nhìn nó thấy, hoặc cầm cờ Mỹ cho Lisa, một bên cầm cờ Mỹ, một bên cầm cờ của nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Bởi vì nói về mặt truyền thông, cái đảng đỉ, cái lũ cộng sản nó đã thất bại ở thế giới hoàn toàn. Cho nên trong cái cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3 và tiếp diễn nữa, Lisa mong rằng các em học sinh, những người sinh viên, những trí thức hãy nên xuống đường từ Bắc chí Nam. Bởi vì cái cuộc biểu tình này là một cái cuộc biểu tình mà chúng ta vấn đề là kêu bằng là làm cho đảng Cộng sản thấy được. Còn những anh em nào mà bạo động thì Lisa mong rằng các anh em và các bạn đừng tham gia vào để xuống đường. Cứ để cho những người nào người ta bất bạo động người ta xuống đó đi. Mình hãy đánh vào ban đêm, hoặc là mình chơi du kích giống như là cái lũ đảng đỉ nó đã làm. Tức là sau khi những người biểu tình bất bạo động, người ta xuống đường, quay phim, đưa ra thế giới cho mọi người người ta nhìn thấy. Nếu đảng đỉ nó trà trộn người vào để mà đánh đập người dân, thì mình cũng có cớ để mình nói với thế giới. Còn bằng không thì các bạn cũng sẽ vấn đề là kêu bằng biết được mặt của thằng nào, thằng thanh niên xung phong nào, thằng văn phòng nào, thằng cảnh sát cơ động nào, thì cái nhóm mà vấn đề là kêu bằng bạo động các bạn hãy âm thầm để mà xử nó sau những cuộc biểu tình. Phải giết sạch những cái thành phần này, bởi những thành phần này là những thành phần theo Tàu Cộng. Các bạn thấy không, thằng chó đẻ Tàu Cộng chỉ là một con cọp giấy mà thôi. Sau khi tụi mà vấn đề là kêu bằng Hồi giáo ISIS nó tuyên bố, nó huấn luyện cho người Duy Ngô Nhị để mà chuẩn bị về tắm máu để lấy lại tâm cương, thì bây giờ nó rung động, nó sợ, nó kêu thế giới phải bảo vệ nó. Mà thế giới nào bảo vệ nó? Đây là cái chiêu gậy ông đập lưng ông nè. Nó âm thầm, nó bí mật, nó đưa vũ khí cho IS, bây giờ nó lại đàn áp những người đạo Hồi ở tại Tân Cương, thì bây giờ gậy ông đập lưng ông cho chết mẹ nó luôn, xé nó ra thành trăm ngàn mảnh. Còn ở tại Việt Nam cũng vậy. Ở tại Việt Nam cũng vậy. Các bạn phải làm sao mà cho cái đảng này nó phải run sợ mình. Chị ơi, chị nói với mọi người ngày 5 tháng 3 2017 biểu tình chống bạo động, vì đây là biểu tình trường kỳ vài tháng dành bạo động cho những ngày sau này nếu cần nha chị. Cẩn thận, mưa dầm thấm lâu, trường kỳ biểu tình ôn hòa vài tháng trời như vậy chắc chắn sẽ thành công. Vì nếu lỡ bị đánh đập thì lập tức ngồi xuống, giơ tay lên đầu hàng. Và ngày nay với truyền thông hiện đại, công an, côn đồ, đánh đập người dân, ngồi xuống giơ tay lên đầu, hàng đầu hàng như vậy, thì lúc đó quốc tế sẽ nhảy vào để can thiệp, thì Cộng sản Việt Nam sẽ giải thể. Nên nhớ, biểu tình bạo động sẽ mắc mưu nhà nước Cộng sản Việt Nam và sẽ bị gán cho là tội khủng bố, thì tuyệt đối không nên áp dụng giữa ban ngày vào ngày 5 tháng 3 2017. Thân chúc dân tộc Việt Nam sớm đuổi giặc Tàu ra khỏi quê hương mình.
chúng ta đánh thằng Cộng sản Việt Nam phải tới tấp, phải tới tấp, phải tới tấp. Bây giờ tiền bạc của nó cũng không còn, kinh tế của nó lụng bại. Những người dân nào mà mất đất, bữa nay đó, những cựu chiến binh đã ủng hộ bà con Dương Nội để đòi đất lại. Thì bây giờ toàn dân Việt Nam cũng phải khẳng khái đứng lên. Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã thất bại nặng nề rồi đó. Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã thua mình rồi đó. Tại sao vậy? Chỉ cần truyền thông Internet đã ra đời thì chế độ độc tài nào nó cũng thất bại cả. Nói thật với các bạn ở trong nước, các bạn đừng có nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam mà nó hù dọa như vậy mà các bạn tưởng nó mạnh, không có đâu. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thất bại một cách ê chề với cái thời đại mà thông tin này ra đời. Cái quan trọng là toàn dân Việt Nam có đoàn kết để tạo thành sức mạnh để lật đổ cái chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam này hay không. Các bạn thấy họ đã tuyên truyền, họ đã độc tài, họ đã chiếm báo chí, họ đã chiếm đài truyền hình, họ đã chiếm tất cả để họ nhồi sọ cho người dân Việt Nam. Nhưng bây giờ tất cả những người dân Việt Nam, người ta đều không tin, người ta đều không nghe. Tại sao người ta lại nghe những cái thông tin ở nước ngoài? Tại sao người ta nghe những chương trình, những tiếng nói của Lisa? Nếu họ không thất bại, nếu họ không sợ sệt, thì họ không ngăn chặn, họ không đòi thưa kiện YouTube hoặc là Facebook cả, hoặc là Google cả. Nhưng mà họ chỉ lừa bịp những người dân ở trong nước, họ không lừa bịp được bên hải ngoại. Bởi vì những công ty ở nước ngoài không cần cái lũ đảng đĩ phải trả tiền quảng cáo. Họ vẫn lấy tiền thu nhuận quảng cáo trên toàn thế giới. Cho nên anh tưởng anh là cái rốt của vũ trụ, anh muốn làm gì anh làm hay sao? Cho nên các bạn ở Việt Nam hãy vượt tường lửa, tiếp tục vào Google, YouTube để coi những cái chương trình. Người dân bây giờ đã vượt qua nỗi sợ hãi rồi đó. Cho nên nếu chúng ta mà đề cao cái đảng chó đẻ cộng sản này quá, thì thật sự chúng ta sẽ bị chúng nó đưa chúng ta đi qua những cái vòng khác. Cái quan trọng bây giờ chúng ta xoáy vào người dân. Làm sao cho người dân Việt Nam phải có hành động, phải có ý thức. Khi toàn dân cả nước từ Bắc chí Nam đều xuống đường biểu tình ôn hòa, khi chúng đã dùng tới những cái thủ đoạn, dùng thanh niên xung phong, dùng cơ động, dùng cả một cái lực lượng đó, chúng ta sẽ cho cả thế giới biết được hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi chúng ta cho thế giới nhìn thấy và mọi người đều nhìn thấy rõ ràng rồi, thì sẽ rất tốt cho những cuộc bạo động sau này sẽ ra. Bởi vì chúng tôi tự vệ. Cho nên những thằng đầu bò, thanh niên xung phong, những thằng cảnh sát cơ động, những con chó của tụi bay mà nghe lời của thằng Trọng Lú hoặc là nghe lời của những con chó nào mà quánh đập người dân là tụi bay coi chừng tụi bay thất bại ê chề. Cho nên cứ đưa học sinh, đưa những trẻ em ra, đưa những người đàn bà, đưa những người già cả đi ra biểu tình bất bạo động. Nó muốn đánh cho nó đánh. Còn những người nào mà có tư tưởng bạo động, nghe lời của Lisa, hãy ẩn mình vào. Đợi cho nó ra ngoài, nó thượng cẳng tay, nó hạ cẳng chân, nó đánh đập cho cả thế giới xem xong rồi, nhớ mặt thằng nào rồi, khi mà nó đi về tan những cuộc biểu tình đó rồi, hoặc là nó đi trong vòng như thế nào, chúng ta sẽ thịt nó ngay tức khắc. Bây giờ thật sự ra những người bạo động chúng ta không chống nổi lại nó, bởi nó có quân đội, bởi nó có công an, bởi nó có cả một cảnh sát cơ động, nó được huấn luyện kỹ càng từng chân tơ kẻ tóc, nó có vũ khí, nó có những cái cây gậy.
Cho nên người chúng ta bạo động có đủ lực để đánh với nó hay không? Nếu toàn dân Việt Nam đồng ý bạo động, đều xuống đường, cầm dao, cầm gậy, cầm mát, xông vào những cái đồn công an, xông vào những cái nơi của tụi nó, để mà chổi bơm xăng vào xe tăng, vào xe của cảnh sát, thì chúng ta làm. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta không bằng được nó, thì chúng ta áp dụng cái mục tiêu đó là đánh thẳng thì nó dễ né, mà chúng ta đánh lép thì nó khó ngờ. Cho nên chúng ta chơi du kích. Chỉ vậy thôi. Phải dùng chiêu gậy ông, đập lưng ông của cái đảng đỉ này. Có thuốc nổ thì liền vô đồn công an cho chết mẹ nó. Thằng chó đẻ nào mà ra lệnh cho mọi người xuống đường để mà đánh dân quan, chửi vô nhà nó luôn. Các bạn thấy thằng chó đẻ ở ngoài chúng đây là Hà Tĩnh, Nghệ An, nó sợ nó gắn camera dày đặt nhà nó trên, các bạn thấy rõ ràng rồi. Nó sợ chết không? Sợ chứ sao không sợ. Cho nên quốc tế và Hoa Kỳ cũng như cộng đồng người Việt hải ngoại đang chờ những người dân Việt Nam phải vấn đề là kêu bằng là ý thức được. Đấy, người ta đi vào người ta yểm trợ. Còn nếu người dân Việt Nam cứ run sợ, người dân Việt Nam không đoàn kết, người dân Việt Nam cứ an thân hoài, thì không bao giờ mà thế giới đi vào cả. Hoặc là người dân Việt Nam cứ chờ đợi thế giới đi vào, không có chuyện đó xảy ra. Các bạn thấy thằng chó đẻ Tàu Cộng nó dùng xe tăng, nó tràn vô quảng trường Thiên An Môn, nó giết chết gần 300 triệu, toàn là sinh viên học sinh không? Thế giới người ta bàng hoàng, người ta chấn động. Nhưng mà sau đó cái thằng Tàu Cộng nó giả bộ, nó đem hàng hóa nó bán giá rẻ cho toàn thế giới. Vậy nó tưởng đâu im, nhưng mà đâu có im. Cứ mỗi năm tới ngày 4 tháng 6 thì người ta tưởng niệm cái vụ Thiên An Môn. Mà thằng Tàu Cộng bây giờ nó run sợ cái ngày Thiên An Môn, bởi vì nó đang âm ỉ mãi mãi không bao giờ phai nhòa được. Thì Lisa mong rằng cái cuộc biểu tình 5 tháng 3 và sắp tới nó sẽ giống như một cái cuộc vấn đề là kêu bằng là ở tại Thiên An Môn, tức là phải làm vang dội cả thế giới. Đó là về mặt nội đó. Còn những người dân nào mà không đi xuống đường được thì cứ việc ra ngoài đường để biểu tình. Chặn giống như vừa rồi những cái đoàn xe đó, chặn quốc lộ 1 không cho lưu thông. Nếu mà đảng Cộng sản thằng chó đẻ Trọng Lưu, cái phe thân Tàu Cộng, mà nó ra lệnh cho quân đội, cho cơ động đàn áp cuộc biểu tình này, thì Lisa kêu gọi tất cả các bạn và những người tại Việt Nam phải bãi thị. Công nhân đình công không thèm làm, ra ngoài đường đứng. Học sinh sinh viên bãi khóa không thèm đi học, ra đường đứng. Phải cho đảng Cộng sản thấy, phải cho phe thân Tàu Cộng thấy rõ rằng lòng người dân đã quyết định và không sợ nữa. Bây giờ thằng Tàu Cộng các bạn thấy nó đang rúng động. Nó xuống nước nhỏ với Hoa Kỳ. Nó cũng hứa hẹn nó đem bao nhiêu ngàn tỷ đô la của nó qua để mà vấn đề là nó dằn xiết cho im đẹp. Cho nên Lisa mong rằng tất cả mọi người ở tại Việt Nam, chúng ta đừng bị động nữa, mà chúng ta phải mạnh dạn. Nói về cuộc biểu tình này, Lisa mong rằng tất cả mọi người các bạn hưởng ứng. Nó có lợi chứ không có hại đâu. Với một sức mạnh của toàn dân như vậy, Lisa nghĩ rằng chúng không dám làm. Giống như là Dỗ Tổ Hùng Vương,
Nếu mọi người mà con nít đàn bà ẵm nhau mà tràn ra như vậy, các bạn nghĩ nó dám vô để nó làm một cái trận không? Nó dám vô nó làm càn hay không? Cái đảng Đĩ, cái đảng Cộng sản Việt Nam, nó chỉ có rung cây và nhát khỉ mà thôi. Thứ nhất, những cái con chó này bây giờ nó cũng đã biết. Nó lên trên mạng nó cũng đã biết được người dân người ta đã chán ghét chế độ này như thế nào. Chẳng qua là còn tiền thì nó làm theo mà thôi. Nhưng mà tụi bay hãy cẩn thận. Nghe những lời nói của Lisa mà tụi bay cẩn thận. Tụi bay mà lãng quảng là tụi bay chết ngay tức khắc. Có một em ở bên Đài Loan, ở bên Hàn Quốc cũng nói với Lisa là họ sẽ biểu tình để kêu gọi những người biểu tình ở bên đó luôn vào ngày 5 tháng 3 để cùng với đồng bào ở trong nước. Lạng quạng ở hải ngoại người ta cũng làm theo luôn để yểm trợ người dân ở trong nước. Cho nên không có lý do gì mà những người dân ở trong nước lại thờ ơ cả. Chúng ta đánh Cộng sản Việt Nam bằng hai mũi, bằng hai mục tiêu. Đầu tiên là chúng ta bất bạo động cho cả thế giới nhìn thấy được. Chúng ta là muốn ôn hòa, muốn đảng Cộng sản trả lại quyền lợi cho người dân. Muốn thằng Tàu Cộng nó phải đi về Tàu không lấy nước Việt Nam. Muốn trả biển lại cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta đấu tranh, chúng ta biểu tình, chúng ta đòi môi trường phải sạch, có lợi cho thế giới. Chúng ta làm một cái việc đó mặt nổi để cho thế giới nhìn thấy chúng ta chính nghĩa. Nhưng mà nếu cái đảng Đĩ, cái đảng chó đẻ mà nó thông đồng, nó tìm cách nó diệt trừ, thì chúng ta sẽ nhen nhớt sau này để có một cuộc bạo loạn. Thì những cái con chó đẻ nào, những thằng súc vật nào, tụi bay bắt đầu, tụi bay ngon, tụi bay đi ra, tụi bay đánh người dân đi. Các bạn thấy cái cuộc mà vấn đề là người dân nói rằng người ta sẽ ra ngoài đường sẽ bị đàn áp khốc liệt lắm khi mà ông Tổng thống Barack Obama đi qua Việt Nam. Có nhiều người sợ không dám ra đường. Lisa nói cứ đi ra đường đi. Có Tổng thống đi qua bển cho nó quánh cho đẹp mặt cho cả truyền thông thế giới quay. Nhưng mà toàn người dân đi ra đường, đổ xô ra ngoài đường. Các bạn thấy có thằng nào đánh đập được người dân tràn ra ngoài đường trong cái dịp mà Tổng thống Barack Obama ra không? Cho nên thằng Cộng sản, thằng chó đẻ Cộng sản Việt Nam, nó chuyên môn, nó hù dọa người dân. Nó sẽ hù dọa người dân như vậy đó. Cho nên chúng ta, vấn đề là các bạn là đừng bao giờ run sợ nó nữa. Nha. Đó là về cuộc biểu tình. Nếu có bạo động, các bạn thanh niên nên dũng cảm đánh du kích, tức là thảy bơm xăng vào đồn công an. Nếu chúng đánh đập người dân ở bên ngoài, ở các quốc lộ, thì những anh em bạo động hãy chia ra để tấn công vào những đồn công an và những nhà của những tên lãnh đạo cao cấp đã ra lệnh để gây hỗn loạn tinh thần vào ngày 5 tháng 3 2017. Và sau đó công an côn đồ sẽ, vấn đề là kêu bằng là như thế nào, thì chúng ta sẽ tiếp tục để mà chúng ta thực hiện. Tất cả những anh em nào mà bạo động ở tại Việt Nam cẩn thận. Thật là cẩn thận. Phải khôn khéo, phải âm thầm, phải làm triệt để. Nhớ đừng có để nó quay bất kỳ một cái gì. Làm ban đêm càng tốt. Đợi cho một trận mưa thật là lớn. Cầm một trái mãng cầu hoặc là bơm gì đó, liền mẹ nó vô trong đồn cho nó nổ một cái đúng banh tành nó trong. Cho chết mẹ tụi bay hết, bỏ tật. Tụi bay đàn áp. Còn cái mặt nổi mà mọi người kêu bất bạo động thì các bạn cũng làm thinh đi.
Nếu nó bắt hoặc là nó bắt lùa lên xe, nhất định không lên, không về đồn. Bởi vì Lisa nhận được cái tin là nó sẽ đem xe tới để mà nó lụm mọi người đi lên trên xe. Mọi người phải ôm với nhau và nhất định không đi về đồn. Bởi các bạn đi về đồn là các bạn mắc mưu của nó. Nó đã giải thể được cuộc biểu tình bất bạo động. Cho nên mọi người phải đứng la lên là tôi chỉ ngồi tại đây, tôi tỏ kháng, tôi biểu tình bất bạo động. Tôi không có tội gì, các anh không bắt tôi về đồn. Tôi không đi. Nó lôi, cứ để cho nó lôi sần sệt để người ta quay video người ta thấy. Quan trọng là cái đoàn kết của người dân đó. Còn các em học sinh ở trong đây cũng vậy. Không nghe lời của cái lũ đảng đĩ, thầy cô giáo mất dạy, đảng viên mà nó ngồi nó nhòi sọ, nó kêu các em không tham gia. Các em cứ phớt lờ. Đây là những con chó. Các em không nên nghe những cái con chó đẻ như vậy. Các em phải cùng với cha mẹ của mình để mà ào ạt xuống dưới đường, để mà làm cho rối loạn đi cái xã hội chó đẻ súc vật cộng sản. Tao sẽ đổ dầu vô trong lửa. Khi mà người dân cầm cờ Mỹ rồi đó, tao sẽ lên tao nói cho mọi người Mỹ nghe. Mày thấy người dân của tao nó yêu chuộng tự do dân chủ hay không? Đó, nó yêu chuộng cờ Mỹ dữ lắm. Trời ơi, mày không biết đâu, ngày xưa mà khủng bố đốt cờ Mỹ, người dân của tao nó khóc. Bây giờ nó cũng như đây là cầm cờ Mỹ, nó yêu chuộng tự do. Mà cái lũ đảng súc vật cộng sản communist đó, nó đi theo thằng chó đẻ Tàu Cộng. Bắt đầu là bây giờ là nó ra lệnh, nó quách dân của tao. Đây là những cái thằng chó đẻ tình báo Hoa Nam Tàu Cộng, chứ không phải là người Việt Nam của tao đâu. Bởi vì người Việt Nam không bao giờ đánh người Việt Nam như vậy đó. Cho nên mày mau mau mày đi vào, mày can thiệp, mày đuổi mẹ hoặc là mày can thiệp nhất thời. Phải cho thành lập ra nhiều đảng phái ở tại Việt Nam cho tao. Tao coi tụi bay những này là làm cỡ nào. Rồi những con chó mà thanh niên xung phong, những con chó mà dân phòng tụi bay chuẩn bị, tụi bay những này là tưởng tao là đảng nó bao che cho tụi bay được. Tụi bay ra mặt đi, rồi sau là tụi bay chết con đĩ mẹ tụi bay nha. Rồi tụi bay ra tụi bay quánh người dân, tao cho chết, tao ra lệnh cho tàn sát hết, tao cho tụi bay bỏ tụi bay người Việt Nam, tụi bay ngục. Tụi bay nghe lời của đất phân thân Tàu nha. Cho tụi bay biết. Bức thư thứ ba của cảnh sát cơ động góp ý về cuộc biểu tình Ôn Hòa ngày 5 tháng 3 2017. Mình vừa nhận được bức thư thứ ba của anh cảnh sát cơ động. Lần này thì anh ta nói thẳng với mình, anh ta chính là Trịnh Xuân Thanh, người đang bị Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế vì tội tham nhũng 3.200 tỷ đồng. Anh nói rằng lá thư thứ nhất anh gửi cho anh Hiếu Gió, nhưng không ngờ lại inbox nhầm cho Hiếu Bùi. Và bây giờ thì anh ta công khai luôn với bà con, anh ta chính là Trịnh Xuân Thanh. Lá thư lần này anh ta vạch ra kế hoạch cho đoàn biểu tình Ôn Hòa ngày 5 tháng 3 2017 theo lời kêu gọi của cha Lý. Sau đây là nội dung bức thư. Kính gửi bà con cộng đồng mạng, tôi tên là Trịnh Xuân Thanh, nguyên tổng giám đốc công ty xây lắp dầu khí, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Tôi chính là người đã viết hai bức thư của cảnh sát cơ động gửi cho cộng đồng mạng trước đây qua Facebook của Hiếu Bùi. Xin công, nỗi lo lắng nhất đối với tôi bây giờ không phải là lệnh truy nã của lũ đầu bò công an Việt Nam về chuyện thất thoát vốn nhà nước 3.200 tỷ đồng, mà chính là nỗi lo lắng nhân dân Việt Nam đang bị đầu độc bởi Formosa và các dự án ô nhiễm khác mà Việt Nam đã và sắp sửa xây dựng, như là nhà máy thép Cà Ná hay là nhà máy giấy của Tàu Cộng ở tại Hậu Giang. Lâu nay tôi vẫn theo dõi rất sát tình hình quê nhà, cũng như điện thoại trao đổi với rất nhiều người ở Việt Nam về tình hình Formosa và vấn đề khởi kiện Formosa ra tòa án quốc tế. Tôi cho rằng đó là cách duy nhất để cứu lấy đất nước Việt Nam. Tôi hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi biểu tình Ôn Hòa của Linh Mục Nguyễn Văn Lý và có một số ý kiến đóng góp
cho đồng bào về cuộc biểu tình như sau. Một, cuộc biểu tình nên đồng loạt nổ ra trên toàn quốc Việt Nam, lấy trục đường quốc lộ 1A làm xương sống của đoàn biểu tình lần này, cũng đúng với khẩu hiệu mà kêu gọi tổng nổi dậy hoặc là nhập ngũ vào ngày 5 tháng 3 năm 1979 chống Tàu Cộng. 2. Nhân dân các vùng miền nên đi xe máy đến các nhà thờ gần nhất để ở cạnh quốc lộ 1A, gửi xe máy tại nhà thờ đó và các nhà dân quanh vùng, rồi cùng với giáo dân nhà thờ mang theo nón bảo hiểm đi bộ ra biểu tình ngay tại quốc lộ 1A. 3. Các nhà thờ nên tổ chức nơi trông giữ xe máy cho bà con, bảo đảm an toàn. Các đoàn biểu tình phải tuyệt đối ôn hòa, không bạo động, không khiêu khích lực lượng chức năng, phải lấy giáo dân làm trung tâm do các linh mục nhà thờ dẫn dắt, vì giáo dân rất có kỷ luật và rất ôn hòa. Khi biểu tình, giáo dân phải mặc đồng phục sáng màu đứng giữa, vây xung quanh là dân thường bảo vệ che chở cho giáo dân. 4. Đúng 7 giờ sáng ngày 5 tháng 3 2017 thì đồng loạt dùng xe tải hạng nặng quay ngang đường, phá hỏng hệ thống điện làm xe chết máy, gây tắc nghẽn quốc lộ 1A. Lúc đó bà con đồng loạt đổ ra đường quốc lộ, dương cao biểu ngữ, hô khẩu hiệu yêu cầu truy tố Formosa ra tòa án quốc tế, bồi thường thỏa đáng thiệt hại, cũng như bà con dân quan, cũng như những vụ án quan tình nào bà con có thể có dịp này sẽ ra đường để hô hào và kêu gọi cho mình. Nếu đồng bào quyết tâm đoàn kết dưới sự dẫn dắt của các linh mục thì chúng ta sẽ có một đoàn biểu tình ôn hòa dài hơn 2.000 km trên cả nước Việt Nam và chắc chắn sẽ thành công. Nhất định chúng ta sẽ đưa được Formosa ra tòa án quốc tế. Riêng cá nhân tôi luôn luôn sẵn sàng đồng hành cùng với đồng bào trong nước trong cuộc đấu tranh này, và tôi sẽ trở về Việt Nam trong một phiên tòa trung lập có luật sư nước ngoài biện hộ, có nhà báo nước ngoài tham dự. Kết luận của phiên tòa đó sẽ được kết luận cuối cùng và tôi sẽ nghiêm túc chấp hành phán quyết của phiên tòa đó. Cái câu này thì sao không đồng ý? Cái lũ chó đẻ đảng đỉ mà cần gì phải ra tòa, liếm mẹ nó vô thùng rác, lật đổ mẹ nó đi, ra tòa mẹ, có thế giới nào mà vô đặt đỉ, đặt chó. Cho nên ông Trịnh Xuân Thanh những người là ủng hộ người dân biểu tình là được rồi, khỏi có cần mà phải về Việt Nam chứ. Kệ mẹ nó sắp sập đổ tới nơi rồi, đập nó, liếm nó, nhấn nó, thế đẻ, không có quốc tế nào vô. Thằng chó đẻ nó mà làm gì mà cho quốc tế vô, đạp mẹ nó đi, thấy cha lý không, đạp mẹ dần móng ngựa luôn. Tòa căng cu ru, tòa xúc vật. Đi. Đi xa làm có họ. Đi xa là dẹp một bên. Tòa tới mẹ gì. Tới cái gì? Tới nổi mẹ. Nói thẳng là cái đảng để thằng nào cũng là tham nhũng, từ trên xuống dưới. Chỉ có phe phái nào nó lên thì bắt đầu là cái bạn nó giá bộ như thôi. Thằng chó đẻ Cộng sản Việt Nam mà làm gì mà có quốc tế. Tòa nào? Đi. Tòa xúc vật. Tòa chó chết. Cái gì mà như là thằng chó đẻ Cộng sản Việt Nam mà đặt cái giá bộ, nó gài nhân quyền, rồi nó gài Liên Hiệp Quốc, rồi kêu vô là Lisa nổi điên lên. Bởi qua đây gặp Lisa hoài. Qua đây mà ngồi nói là xạo xạo, tao chạy lên tao tát cho tao bắt mặt rồi luôn. Đi cho tao. Đi. Đáng chó. Tụi bay mà còn có Liên Hợp Quốc à? Liên Hợp Quốc tụi bay đâu có đánh người dân mà trước đây là trào máu như vậy. Nó giả bộ nó hù mấy bạn ở trong nước thôi. Chứ người dân nào mà trước đây là kêu bạn đó là mẹ quốc tế nào mà ủng hộ cái đám chó này. Chào chị Lisa. Thế giới hừng hực đang chờ đợi ở trong quê nhà, toàn dân ý thức và xuống đường biểu tình ôn hòa vào ngày 5 tây tháng 3. Tôi tên là Vinh, đang ở Úc. Nói về biểu tình ngày 5 tháng 3, tôi xin có ý kiến như sau. Chị kêu gọi ai có xe hơi hoặc xe tải, hãy chặn tất cả những quốc lộ làm thành nhiều khúc như vậy.
không cho cảnh sát cơ động tiếp cứu từ vùng này sang vùng khác, nên cho xe đi đầu để mở đường khi sắp lá cà. Tôi chấp nhận là biểu tình bất bạo động, nhưng một khi chúng làm càn thì tôi cũng mong rằng mọi người dân chạy xe hoặc là trên quốc lộ luôn luôn có bơm xăng để ứng chiến. Một cuộc sắp lá cà toàn dân nổi lên, và đây là một nhóm lửa để cho toàn dân Việt Nam tiếp tục kéo dài để mà chúng ta biểu tình. Cảm ơn anh. Quan trọng, nếu toàn dân Việt Nam mà hưởng ứng như vậy thì Lisa nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tan tành. Nhưng mà liệu người dân Việt Nam có làm được như vậy hay không? Lisa sẽ theo dõi sát sao. Các bạn cũng vậy. Nếu thấy mà toàn dân mà xuống đường quá đông rồi, cảm thấy rằng khống chế được cái lũ đầu bò, bắt đầu có những người ăn hay nói dối cũng lên kêu gọi những con chó này phải nên đừng dừng tay lại, đừng nên đánh đập đồng bào. Mà nếu con chó nào mà hung hăng mà tràn vô đánh đập đồng bào thì giết chết các con gái mẹ nó tại chỗ, để làm gương cho mấy thằng kia nó phải nhát mà nó không dám tiến lên nữa. Rồi bắt đầu là phải nói cho toàn bộ đồng bào phải tràn lên như là giỗ tổ Hùng Vương vậy đó, tràn lên, tấn công lên, làm mạnh lên. Vậy thôi. Chị ơi, chị kêu gọi mọi người dân xuống đường biểu tình giùm nha chị. Ừ, chị thì lúc nào cũng kêu gọi, chị đã nói rồi, chị ủng hộ hết á. Cô Lisa ơi, tôi lo ngại ngày 3, năm Tây tháng 3, dân tộc Việt Nam lại bị đánh đập, mà lần này có thêm bàn tay lạ nữa là chúng gài tình báo qua Nam vào. Lisa truyền đạt cho những người dân biết bài học cận chiến và tự vệ. Ừ, có sao đâu. Mặt nổi mà. Nó càng đánh đập thì bắt đầu là mình càng, những này là có cái cớ để sau này có những cuộc bạo động, sau này toàn cả nước bạo động. Cho nên nếu những người nào mà bị đánh coi như là họ là một cái người mà anh dũng của dân tộc Việt Nam, có sao đâu. Mà nếu nó đánh đàn bà con nít thì càng mừng nữa chứ có sao. Quan trọng là toàn nước đi xuống biểu tình ôn hòa trước cái đi. Mình chơi một cái màn là bắt đầu là kêu bằng là mình ôn hòa, là từ Bắc chí Nam đều ra biểu tình hết. Lợi dụng cơ hội này ha, con mình mà bị xử quan cũng đi ra la làng lên khóc ở ngoài ngoại nha. Mấy bà nào mà mẹ có anh hùng chiến sĩ đó cũng cầm bằng khen đi ra lợi dụng luôn nha. Những ông nào cụ chiến binh mà đồng đội đã bị Tàu Cộng giết chết cũng lợi dụng đi ra để mà biểu tình ôn hòa đòi lại luôn ha. Rồi bắt đầu là đấu tranh là vấn đề là ôn hòa. Ở bên đây thì Lisa không có nói, không có nói là người dân bị mất đất mất nhà rồi xử quan mẹ vậy đó. Lisa chỉ nói là người dân biểu tình để mà vấn đề là bảo vệ môi trường trong sạch thôi. Bởi vì Liên Hiệp Quốc người ta kêu gọi thế giới là bảo vệ môi trường cho nó trong sạch mà. Cho nên là bên đây người ta chỉ nói về cái Formosa thôi. Nhưng mà các bạn từ Bắc với Nam, các bạn cứ diệt con, các bạn bị thằng chó nào quánh, người nào mà khiếu kiện mà nó không xử, cứ lôi ra nhằm cái ngày 5 tháng 3 mà ngồi đó mà chửi đổng tên nó lên cho Lisa. Thế giới nó đâu biết tiếng Việt Nam mẹ gì đâu. Ví dụ như là thằng chó đẻ Lý Anh Quán, nó đỉ mẹ mày Lý Anh Quán, mày xử cái gì vậy hả? Đảng Cộng sản chó đẻ tụi bay phải nên tiêu diệt cho rồi đi. Họ ra chửi, chửi đống lên như vậy. Mà giả bộ ngồi chửi thôi nha. Giả bộ ngồi chửi, nhưng mà giả bộ nét mặt mình phải giả hiền vậy đó. Giả bộ giơ hai tay lên như này giống như đầu hàng nhưng mà chửi. Gặp Lisa, Lisa làm lẹ lắm. Trời, Lisa mua kế lắm. Ra mà giả bộ ngồi ôn quả, người ta giơ tay lên. Đi mẹ mày Hồ Chí Minh, bà cốt nội mày, mày đồ thằng chó đẻ tội đồ. Mày là giúp đây là thằng, giúp đây là cái bang là Tàu Cộng, mày sang Việt Nam mày làm gì? Thằng chó đẻ Trọng Lũ ơi, Trọng Lũ. Mày nên mày đi mẹ mày về Tàu đi Trọng Lũ ơi. Để cho thế giới người ta tưởng sao mình giơ ta, mình đầu hàng, mình nói chuyện không hiểu gì. Lâu lâu chim vô dài có. Cơ hội mà gặp tao là tao phải chết. Lên Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc đâu biết tiếng Việt Nam đâu. Giả bộ Lisa lên nó hỏi ông sáu quốc tế, hỏi Lisa, Lisa giả bộ Lisa hiền lành, Lisa nói dễ tụi nó đánh tôi, tụi nó đổ cơm rồi kia kêu tôi ăn rồi kia vậy đó.
cái phát đầu Nhật Nam nó trời ơi chị ơi chị nói gì kỳ đó. Mày im cái miệng của mày im luôn, có mày lại đi miệng đi mày mày bà cốt nội mày mày tao đẻ đái cái đầu đi mày mày tao đây như vậy đó đẻ nó rồi bắt đầu tao qua tao nói tiếng Anh đó mày đấy nó tao vừa đó tao tao qua tao chửi tiếng Việt Nam mình kêu trời ơi mẹ mấy thằng nó xanh mặt mày cho bố tao mày mất dạy với tao tao nói tao bay ra cái lũ chó đảng điện tao bay không có qua mặt được tao đâu đừng có mất dạy với tao tao chỉ đầu tao bay ra đối với cái đảng cộng sản xuất vật này là phải như vậy đó tao phải chơi thiên biến dạng quá cho Lisa nha. Nó mà đụng tới mà dân tộc Việt Nam toàn bộ từ Bắc chí Nam ngày hôm sau bãi thị cho Lisa, không cho con em mình tới trường, để cho thế giới nhìn thấy luôn. Lãng quảng mà nó cho cái đáp thanh niên xung phong cơ động ra, không cho con em mình đi tới trường, nó kêu nó la làng kệ con gái mẹ nó, cho con em đi ra ngoài đường biểu tình luôn, dẹp khỏi đi học. Các bạn biết mà, một khi mà cả một đất nước mà tảng sáng mà con nít được kia không ai đi học hết trơn, trường nó vắng lặng vậy là nó rúng động nó lên. Ta nói cứ gì chúng ta đổ dầu vô lửa, đổ dầu vô lửa, chúng ta làm cho nó lớn chuyện lên như vậy. Một mặt thì chúng ta la làng lên là vấn đề là cái bằng đó tiền bạc nó giờ hết trơn đó, các bạn thấy rồi đó. Giá bộ nó đem máy mới được kia ra nó thí nghiệm. Ta nói cái đảng tôi bay liệu hồn nha, tôi bay liệu hồn đi. Trời ơi, bên đây cộng đồng người Việt người ta mong đợi cho ông Obama hôm qua Việt Nam nó đàn áp người dân biểu tình, nó đàn áp người dân xuống đường, mà rốt cuộc có con chó nào làm đâu, toàn là đứng ra đưa cái bắt mặt ra mẹ không dám làm chứ, để cho người dân ta la làng. Nó có nhiều bà kêu anh ba ơi, anh ba, ta cười giỡn nó, người ta giơ tay lên ngồi làm thinh tức lắm mà đâu làm mẹ gì được. Rồi ông Obama vô ông kể, ông nói rằng là cái bạn ông đọc cái bài Hịch Tướng Sĩ, sông núi nước Nam vua Nam ở đó, các bạn thấy không? Đây là cái tát tay về chính trị đó, tức là muốn nói cho dân tộc Việt Nam phải tự đứng lên. Cái truyền thống mà trống đồng ở tại Việt Nam, tức là làng tre trống đồng, cây tre trống đồng, tức là tàm vong tre dạt nhọn để mà chống thằng Tào Cộng đó, sao không làm đi? Cái đoàn chính trị của người ta đó, ở bên đây có một người Việt Nam, người ta đã bài vẽ, người ta đã nói cho ông Obama qua bọn ông nói. Cho nên ông qua ông nói thẳng vào cái mặt của bộ chính trị, nhục không? Ông Obama qua ông chửi khéo cái bộ chính trị, ông qua ông chửi cái lũ đầu bò mà đang cai trị đất nước Việt Nam. Bởi ông mới dùng cái câu là sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành định phận tại sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tan tành. Thì cái thời điểm ông Obama qua là thằng Tàu nó tràn lan qua rồi. Thì bây giờ đất nước Việt Nam đâu phải là vua Nam ở đâu, đâu phải là dân Nam ở đâu, mà bây giờ đất nước Việt Nam là của thằng Tàu nó qua nó ở. Cho nên ông Obama muốn dùng cái câu này để đánh thức dậy lòng của toàn dân Việt Nam. Cho nên các bạn hiểu cái câu sâu xa mà một ông tổng thống của một đất nước siêu cường quốc mà qua Việt Nam, tại sao ông ta lại đọc cái bài Hịch Tướng Sĩ này? Muốn nói cho các bạn biết rằng các bạn phải làm theo bài Hịch Tướng Sĩ này, Hoa Kỳ cũng như thế giới sẽ không bỏ rơi các bạn. Bởi vì đất nước Việt Nam của dân Việt Nam ở, nó đã rành rành định phận ở sách trời, tức là ở trên toàn thế giới người ta đều biết đất nước Việt Nam là của người dân Việt Nam. Thì không có cái cớ gì mà thằng chó đẻ trọng lũ trong bộ chính trị, những thằng tình báo qua Nam mà để khống chế, để cho thằng Tào Cộng nó ở tràn lan từ Bắc chí Nam cả. Cho nên cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3 nó cũng là một cuộc biểu tình mà Lisa sẽ nói rằng là toàn dân nghe theo lời của ông Tổng thống Barack Obama, tức là muốn giữ đất nước Việt Nam, muốn bảo vệ môi trường đất nước Việt Nam. Nó là như vậy đó. Tại sao ông ta không nói cái gì mà ông ta đem biểu tượng của Việt Nam là trấm đồng, là cây tre? Bởi vì lũy tre ở tại Việt Nam là nói lên sự đoàn kết. Các bạn thấy có cây tre nào mà nó mọc trụi lũi một mình ơn nó không? Không có. Mà nó phải mọc, nó nhảy ra thành nhiều bụi. Tre già thì măng mọc. Cho nên một cái bụi tre là nó gồm có gần cả 100.000 cây tre. Giống như câu chuyện bó đũa vậy đó. Cho nên người ta dùng cái làng hoặc là dùng cây tre để nói lên sự đoàn kết, sức mạnh của toàn dân tộc Việt Nam. Các bạn phải nên nhớ như vậy. Cho nên lịch sử Việt Nam
Khi mà một cái người mà chánh trị lỗi lạc người ta qua, người ta muốn dùng cái ẩn dụ như vậy, người ta đem cây tre làng ra như vậy để các bạn thấy được rằng trong thời chiến những cây tre này đã từng giọt ra thành từng cây, tức là mỗi người dân Việt Nam bây giờ phải là một cây tre, phải là một cây tàm vong vạt nhọn để mà tẩm độc vô, để mà đâm chết mẹ thằng Tào Cộng, hoặc là đâm chết những con chó nào mà làm tay sai cho Tào Cộng, hoặc là đâm chết những thằng cảnh sát cơ động nào mà mất dạy là người Việt Nam mà nghe lệnh để mà đàn áp người Việt Nam. Cho nên từ đây cho tới ngày 5 tháng 3, tao sẽ nói dài dài cho tao mở ốc những cái con chó mà tụi bay vấn đề là kêu bằng còn đảng còn mình, tụi bay liễu hồn tụi bay nha, tụi bay liễu hồn tụi bay. Tụi bay liễu hồn tụi bay. Nhà của thằng trưởng công an mà nó còn bị nổ banh tành xếp chút nữa là cả dòng họ nó đi bắn muối. Chứ đừng có nói tới tụi bay là những con chó mà cắt két gì nhông. Rồi tụi bay quen cái thói mà thượng đội hạ đạp. Để mà tụi bay vấn đề là nghe lời của đảng, tụi bay ra tụi bay thị qua, tụi bay đánh người dân. Người dân sẽ nhổ nước miếng vào mặt của tụi bay. Cho nên các bạn và toàn dân Việt Nam phải hành động như vậy. Các bạn phải làm sao mà cho cái lũ kiêu binh này nó phải nhục nhã mà nó không dám đụng tới người dân nữa. Các bạn thấy những hình ảnh của những con chó mà người dân quay lại, người ta đã được đưa lên trên mạng, dày đặc hết trơn. Những con chó này nó cúp đuôi rồi. Lisa nhận được, nó đâu dám hung hăng nữa đâu. Mày hung hăng đi, mày ngon. Chị Lisa ơi, dân tộc Việt Nam mình bị cái nghèo và cái đói làm cho họ luôn tất bật vì miếng cơm manh áo, nên họ không biết một tí gì về tình hình Việt Nam. Tội lắm chị ơi, dân miền Nam thì bị bưng bít quá lâu, Việt Nam sẽ bị diệt vong như người Do Thái vậy đó chị. Người An Nam và bản đồ Việt Nam sẽ biến mất trên thế giới, đại họa cho Việt Nam. Bây giờ biển nó cũng đỏ lè, vậy mà nó cũng đưa lên trên TV để nó lừa bịp người dân là thảo đỏ này kia kia nọ, mà người dân cũng im lặng. Cho nên qua lời nói của chị, tôi hy vọng rằng chị hãy nên mạnh miệng hơn nữa để kêu gọi toàn dân Việt Nam phải hưởng ứng và phải biểu tình đứng lên để bảo vệ đất nước. Cảm ơn bạn, cảm ơn anh. Lisa luôn luôn kêu gọi, luôn luôn hiến kế cho tất cả những người Việt Nam của mình để mà đứng lên. Cộng sản nó có thể nó dương đông, nó kích tay, có thể nó hù dọa mọi người là ê coi chừng mày ra đường nghe, ra đợt này coi chừng nó đông lắm đó, nó tràn tới, nó giết chết, nó đánh chết đó. Các bạn thấy nó có dám giết một người nào mà dân chủ không? Đó, mày ngon mày đem anh Nguyễn Văn Đài ra mày đánh đi, mày giết đi. Mày ngon mày đem bà Bùi Thị Minh Hằng ra mày đánh mày giết đi. Đó, anh Việt Khang bây giờ ra đội mày ngon mày giết đi. Có giết nhà dân chủ nào chết đâu. Lisa không thấy giết nhà dân chủ nào cả. Chỉ có giả bộ hù bắt con người ta vô trong tù. Vô trong tù làm cho người ta càng kiên cường thêm thôi. Lúc đầu người ta không sợ, nhưng mà vào đó một tháng hai tháng ăn cơm tù rồi, rốt cuộc rồi có gì đâu sợ. Trời ơi, ở trong tù như ở khách sạn có mẹ gì, nhà tù nhỏ cũng như nhà tù lớn thôi. Ở trong tù mà có gia đình thăm nuôi được kia, bà con bên ngoài ai ai cũng biết hết trơn, gửi tiền về đi vô thăm nuôi ngồi ăn còn vui nữa. Trời ơi, Lisa ra ngoài Lisa còn thấy không bằng ở trong tù nữa. Bởi cho nên khi nó cho Lisa ra, Lisa đâu thèm ra đâu. Ở trạm cứ mỗi tuần có gia đình thăm nuôi của người ta tới cho ăn bánh in, bánh tét, chè, khoai lang. Trời ơi, nhóc có trơn sợ cơm như ra đá đéo gì. Tao ngồi trong cái tòa cho khách sạn, tao ngồi tao chửi cho đẻ Hồ Chí Minh không sướng à. Cho nên càng bắt người ta càng vững tâm hơn nữa. Đi sao không hiểu sao các bạn ở Việt Nam sợ, đi sao không có sợ đâu. Thậm chí vô cái nhà tù nhỏ mà Lisa thấy nó an toàn hơn cái nhà tù lớn ở bên ngoài. Nhà tù lớn ở bên ngoài thấy không, lạng quạng chạy xe ra bị chết mẹ, nó đâm một cái là chết liền. Cho nên mà nếu để Lisa ở Việt Nam khỏi cần ra nhà tù lớp, cho tao ngồi trong nhà tù nhỏ tao chửi hoài cái chế độ tụi bay. Cho tao có internet thế này tao ngồi tao la làng hoài tao còn mừng. Nhốt đi, nhốt gái mẹ tụi bay, nhốt cả đời tao tao còn mừng. Nhốt đi, nhốt tao thành tinh ở trong tập luôn cũng được. Đặt hù tao, gặp cái mặt của tao rồi mà đặt mà hù, mà bắt đầu mà đem tao mà nhốt, nhốt gái mẹ tụi bay.
ra nó hỏi Lisa, ủa trời bao nhiêu người thả ra, người ta mong ta đi ra, sao chị thích ở trong đây như vậy? Ta nói trời ơi, tôi thích ở trong nhà tù còn đỡ đó, tôi thích ở trong hang bắt bó chứ thằng Hồ Chí Minh nữa kìa. Thằng Hồ Chí Minh nó ở trong hang không đó, tôi muốn vô cái hang tôi ở giống đó coi sao, tôi coi coi làm sao nó ở được trong cái hang. Nhà tù mà lạ đéo mẹ gì. Cho nên các bạn phải mạnh mẽ lên, phải khẳng khái lên, phải can đảm hơn, phải nếu cần thiết là bãi thị, bãi khóa, đập phá. Bây giờ chúng ta chơi một cái nước cờ là chúng ta bắt đầu giả bộ nghe theo lời của những cái cha kia, chúng ta biểu tình ôn hòa đi, kéo nhau xuống đi. Còn đội cảm tử của Lisa, những người nào mà có đầu óc bạo động giống Lisa mạnh mẽ như vậy đó, các bạn những này là chuẩn bị âm thầm mà làm hành động nha, phải khôn ngoan nha. Lisa không cấm các bạn, nhưng mà phải để cho cái cuộc bất bạo động nó thành công vượt bậc, rồi chúng ta sẽ tổ chức một cuộc bạo động sau nữa. Hoặc chúng ta không tổ chức được thì chúng ta sẽ âm thầm chúng ta chơi du kích đánh chết cha cái đảo này. Chị ơi tới giờ rồi kìa chị. Ờ vậy hả? Tóm lại là chúng ta phải tương kế tụ kế để trở thành một kế cho nó thành công trong cái cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3. Ngày 5 tháng 3 là một cuộc biểu tình toàn quốc. Nếu được thì chúng ta lấy cái mốc này để tiếp tục biểu tình bãi khóa, biểu tình xuống đường, biểu tình tất cả hết, để chúng ta kéo dài 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 dài, dài ra để mà phá tan đi cái sự lo sợ của cái đảng đĩ là nó cấm biểu tình. Chỉ vậy thôi à. Chúng ta biểu tình bất bạo động mà thành công rồi, toàn cả nước rồi, thì kể như cái luật nó cấm biểu tình sẽ hoàn toàn bị phế bỏ, sẽ hoàn toàn vô hiệu quả. Bởi vì chúng ta không còn tôn trọng luật pháp của Việt Nam nữa. Bởi vì mày đã ký với quốc tế là mày được quyền mày cho biểu tình rồi, thì người dân giờ ta được quyền ta biểu tình thôi. Mày đàn áp thì cả thế giới biết. Lisa không có ngu dại gì mà qua bên hải ngoại mà nói mà những đảng Việt Nam không cho báo tin. Lisa nói có chứ, nó có ký vô công ước quốc tế cho biểu tình mà giờ ta ra biểu tình, giờ nó đánh đập vậy đó. Đó, chết mẹ tụi bây giờ tao. Thì thôi, Lisa mong rằng triệu người như một, ai là người Việt Nam, ai là người yêu dân tộc Việt Nam, ai là người yêu đất nước Việt Nam, không phân biệt thành phần giai cấp, từ già trẻ bé lớn, hãy mạnh mẽ, khẳng khái mà ủng hộ tuyệt đối cuộc biểu tình bất bạo động này nha. Lisa mong rằng cuộc biểu tình bất bạo động này nó sẽ kéo dài dài và âm ỉ như vậy để làm cho Ba Đình nó phải rung động cho Lisa nha. Một mặt Lisa sẽ đánh vào kinh tế, một mặt Lisa đổ dầu vào lửa ở bên Tân Cương. Lisa kêu mấy người bạn của Lisa ở bên Tân Cương, nhưng này là kêu bằng là ở bên Tàu Cộng, giả bộ làm cái hình thằng Tàu Cộng nó ỉa trên đầu của ông giáo chủ, nhưng này là kêu bằng Ala gì của tụi Hồi giáo, để cho nó nổi điên, nó mau qua, nó quánh Tân Cương nhiều chút lẹ chút, nó chơi mấy cái hình giống vậy đó. Bắt đầu lên chữ Tàu, bắt đầu là giả bộ chửi mẹ nó ra, nhưng này là kêu bằng là qua. Các bạn ở Việt Nam cũng vậy, nếu các bạn biết tiếng Hồi giáo hay là biết tiếng Tàu, các bạn nhưng này là chơi toàn là tiếng Tàu không, chửi mẹ cái tụi Hồi giáo, nói rằng là mày coi chừng quân đội của tao nhưng này là sẽ tàn sát hết tụi bay đồ kia như vậy, tao giết mẹ hết, tao tẩy chay đạo Hồi trên đất China luôn, làm mẹ cho đổ dầu vô lửa cho Hồi giáo qua nó quách. Tao nói một bên là súc vật cộng sản, một bên là ma đầu, nhất đây là Hồi giáo, tao cho hai bên đập với nhau. Tao ngồi đây tao cười, à, con gãy cánh con gà giò, tao ngồi tao cười, tao đổ dầu vô lửa cho tao chết cha tụi mày. Thôi, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Chương trình Khai Dân Trí đã hết. Xin hẹn gặp lại các bạn chương trình ngày mai. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.